Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về dự án ICO mang tên Centerside AI. Đây là các phần thông tin đầu tiên về việc thay đổi và xác định tác giả cho các ICO khác. Nhiệm vụ của dự án. Chúng tôi nghĩ rằng thì các dự án ICO là một công cụ đáng kinh ngạc có huy động vốn cộng đồng. Và chúng tôi biết rằng sự rõ ràng và minh bạch là chìa khóa để giới thiệu một sản phẩm tuyệt vời cho khán giả toàn cầu. Mục tiêu của dự án nó là tạo ra một môi trường mà dự án dễ dàng được giải mã và hiểu bởi những người tham gia để trao quyền cho họ đưa ra quyết định tốt nhất. Hiện nay, việc Student AI sẽ là một thông tin để có thể hỗ trợ các bạn về vấn đề này. Đối tác kỹ thuật của dự án đó là Credit. Hiện nay thì dự án đã được ở lại bởi cộng đồng cạnh tranh với khoảng hơn 30.000 thành viên trong cộng đồng Telegram, hơn 130.000 người đã đăng ký trên website và có nguồn gốc từ hơn 90 quốc gia. Bạn có thể tham gia cộng đồng trên Telegram ở đây. Dự án được đánh giá giới thiệu trên Stemit, Vindico, ISOBand, ISOBrara, ISOMAT. Hiện nay các phần thông tin về thảo luận mạng xã hội như trên GitHub này, Twitter, Facebook, Telegram này và Medium. Các vấn đề thị trường với ICO thì thứ nhất đó là phần thiếu minh bạch trong thị trường ICO. Phạm vi hiện tại của dự án khá là khó hiểu với những người tham gia thường xuyên về công nghệ và tiện ích. Lòng tin với nền tảng vetting dự án, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một lớp tin cậy để tìm kiếm các dự án AI tuyệt vời và sáng tạo trong thị trường mật mã. Các dự án mới thì đang đến một chuỗi trong thị trường mật mã. Công cụ của chúng tôi sẽ giúp vượt qua ngoài, ra khỏi FOMO với cung cấp sự hiểu biết về các kỹ thuật tổng thể của dự án. Với giải pháp của dự án sẽ tạo ra giá trị với các báo cáo cộng đồng và sự thiếu quyết đoán trong các thị trường ICO. Đây là về phần sơ đồ, về demo của phần đánh giá của dự án. Tìm ICO sẽ được chọn thủ công trên nền tảng, tạo báo cáo thẩm định, chọn các dự án cụ thể và tạo báo cáo toàn diện để giải thích công nghệ hiện tại, nhóm hoặc gắn cơ đối với các vấn đề cụ thể. Xuất bản báo cáo và kiếm mã thông báo. Việc xuất bản các báo cáo đã được tạo và cho phép người dùng khác bỏ phiếu và cho họ và gửi cho bạn mã thông báo được có giá trị được cung cấp. Và bạn có thể tăng xếp hạng của bạn theo thời gian. Tăng xếp hạng tổng thể của bạn bằng cách xuất bản báo cáo thành công cho các dự án thành công. Hiện nay với phần trợ giúp của tiền điện tử hàng ngày, có thể giúp giữ liên lạc với các bản cập nhật mới nhất, được xây dựng với xử lý ngôn ngữ từ riêng, người dùng có thể sử dụng thẻ và đăng ký các chức năng nâng cao hơn. Với thị trường ICO toàn cầu trị giá 13 tỷ đô, đây là một thị trường rất là hấp dẫn. Về tiện ích của mã thông báo trong hệ sinh thái, bạn có thể đăng ký với RealI Conference sử dụng thẻ SINT và đăng ký với chatbot liên quan đến AI Crypto. Về tiện ích của dự án này giúp xuất bản các dự án được xác minh và tin cậy, có thể upvote ICO khác từ nền tảng, xuất bài báo cáo tuyệt vời, giúp chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời. Bạn có thể đăng ký trở thành người thử nghiệm beta và xây dựng sản phẩm tuyệt vời bằng cách phản hồi, tìm lỗi và giúp chúng ta mang lại hiệu quả trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Bạn có thể kích vào đây. Dưới đây đó là các giai đoạn và tiền thưởng của chương trình Token Sale. Hiện nay thì chương trình Token Sale thì đã khá là nhiều phần state đã được đóng cửa. Vậy nay thì đang trong giai đoạn đó là state 2 Token Sale. Với giá 1 Ether bằng 20.000 SINT với bonus là 40%. Và trong các thời gian tới thì số giá khá cao và phần bonus cũng sẽ giảm dần. Đây là phần thông tin phân bổ mã thông báo. Phần phân token dành cho đợt sale là chiếm 55%, bounty 10%, hoạt động công ty 25%, đối với team 5%. Và đối với cố vấn 5%. Mã thông báo này viết tắt là SINT với nền tảng ERC20. Cung cấp tối đa là 500 triệu. Phân bổ dành cho bán hàng là 275 triệu. Dưới đây đó là lộ trình của dự án. Thời gian bán hàng, pre-sale các thứ.
Thế đây là thành viên đội ngũ của nhóm. Ông Boran Basuru, đồng sáng lập kiêm CEO. Ông Brad Parrish, tư vấn kỹ thuật. Và nhiều thành viên khác đội ngũ. Đây phần thông tin cố vấn của dự án. Gồm có cố vấn blockchain, đó là ông Paret Maisali. Cố vấn ISO là ông Sam Friedin. Bạn có thể tham gia chiến dịch ISO này ngay cùng nhau bằng cách đăng ký ngay về dự án này, và dự án rất là tiềm năng. Trên đây những thông tin về review dự án Street Retry AI. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn dự án tiếp theo. Xin chào.